Dạo này chú mày giật gấu vá vai quá rồi đấy. Em xin ạ. Anh cuối tháng cứ trừ thẳng vào lương của em nhé. Trừ thì mày sống bằng cái gì? Đúng là chỉ anh hiểu em. Em cảm ơn anh ạ. Mà đấy, em về quê có chút việc, lên đây xe nó hỏng, phát sinh thêm. Sao không cộng nốt cái khoản sĩ gái mua giày tặng cho Vân? Anh đừng nói cho Vân biết nhá. Em thấy dạo này con nàng ba chấm vui hẳn lên đấy ạ. Này, hai đứa chúng mày là thế nào? Từ ngày hai đứa chúng mày tụ tập quà bánh trà cháo với nhau, anh thấy mày không để ra được đồng nào. Thì anh tuổi trẻ mà, đúng không? Ừ, tuổi trẻ. Tùy, đừng trách là anh không nhắc trước. Sao ạ? Vụ đôi giày là như nào? Vân, cậu đừng giận tớ mà. Chẳng qua là tớ chỉ muốn cậu vui thôi. Tớ không đi giày cũng được, nhưng mà tớ không muốn lúc bạn tớ hết tiền lại còn phải bỏ tiền cho tớ. Đừng làm như thế. Thế tớ có lý do gì để giữ nó lại? Nhưng mà tớ không đi vượt đâu. Ok, để tớ trả tiền cậu nhá. Thôi, đừng làm như thế mà. Đừng làm như thế thì làm như thế là như nào? Cậu làm sao đấy? Để anh Phong còn nói cho. Này, cậu thích tớ à? Bân, nếu tớ thích cậu thật thì sao? Thôi, cậu đi về đi. Tớ vào nhà đã. Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc, tại sao cậu thích tớ nhỉ? Ngốc này, thích thì thích thôi. Vì mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy vui và hạnh phúc. Thật á? Tớ cảm ơn nhá. Sao lại cảm ơn? Cảm ơn vì cậu thích tớ. Trước giờ tớ cứ nghĩ là sẽ không có ai thích tớ cả. Ba chấm này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Cậu có thích tớ không? Sao đứa này đứng ở đây? Em chị ạ. Không vào nhà đi. Thôi bám chạy em về mà đi về đi. Nhanh lên đứng lên. Em chị em về đấy ạ. Về nhá. Đi về đi. Ngân Ngân. Chị đi về nhá. Em vào nhà đây. Này. Dạ. Sao mà phải ngượng? Thoáng ngửi thấy mùi yêu đương ở đầu ngõ rồi đấy. Yêu đương gì chị? Bạn em chở em về. Thế bây giờ cứ ai trở về là cũng yêu đương à? Còn phải giấu nữa. Thế hai đứa đứng ở đây cầm tay cầm chân nhau, mặt lại còn đỏ ửng lên nữa. Mặt em đỏ lắm á. Chứ sao? Ê
Em nóng quá. Thôi vào nhà ở đây, chị cứ vớ vẩn yêu đương gì mà. Đứng lại. Thôi, chị quyết định rồi. Cũng đã đến tuổi em gái của chị có mối tình đầu. Nhưng mà chị dặn nhá, làm gì thì làm, tuyệt đối không được để mẹ phải lo lắng. Nghe rõ chưa? Em biết rồi. Mà chị với mẹ làm lành rồi à? Mẹ không đuổi chị đi nữa rồi. Yeah, định mẹ giỏi thế nhỉ. Thôi, vào nhà đi, chị về đây. Bye bye chị. Bye bye.